Bệnh động mạch vành kép là dạng bệnh tim phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 18 triệu người Mỹ trưởng thành mỗi năm. Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh kép và bệnh tim, bao gồm các yếu tố chế độ ăn uống và lối sống. Kép cũng có một thành phần di truyền, với một số người chỉ đơn giản là có khuynh hướng di truyền cao hơn đối với mảng bám và cholesterol tích tụ trong động mạch. Đáp lại, những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong những năm gần đây để lập bản đồ các gen cụ thể liên quan đến kép và bản chất của rủi ro mà chúng gây ra. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Digital Medicine phát thảo nỗ lực tạo ra một ứng dụng di động sử dụng thông tin di truyền để dự đoán nguy cơ di truyền của người dùng đối với kép. Sử dụng tính sẵn có rộng rãi của các dịch vụ xét nghiệm di truyền trực tuyến, ứng dụng lấy dữ liệu từ các nguồn như 23 AnMe để xây dựng một phân tích yếu tố nguy cơ di truyền toàn diện. Khi tạo phân tích di truyền này, ứng dụng chia sẻ yếu tố rủi ro của người dùng, lưu ý xem rủi ro của họ là cao hay thấp. Mục đích là khuyến khích người dùng thực hiện hành động càng sớm càng tốt. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu tin rằng công trình của họ có thể góp phần vào việc phát hiện sớm kép. Đây là điều tối quan trọng trong khi kép ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhiều người không biết nó. Trên thực tế, đối với một số người, các dấu hiệu đầu tiên của kép có thể là một cơn đau tim. Phát hiện sớm có thể cho phép can thiệp điều trị kịp thời hơn để ngăn ngừa các cơn đau tim hoặc đột quỵ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, điều đó có vẻ đúng như vậy. Theo dõi khoảng 721 người, các nhà nghiên cứu đã cố gắng đánh giá mức độ hiệu quả của ứng dụng trong việc khuyến khích người dùng có nguy cơ di truyền cao hành động. Một năm sau khi nhận được hồ sơ di truyền của họ, các nhà nghiên cứu đã theo dõi người dùng để xem họ đã làm gì với thông tin đó. Họ phát hiện ra rằng trong số những người có yếu tố nguy cơ di truyền cao đối với kép so với những người có nguy cơ thấp, tỷ lệ bắt đầu điều trị bằng statin mới cao gấp đôi. Cho thấy ứng dụng có thể có tác động tích cực trong việc thúc đẩy các biện pháp can thiệp sớm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.